chạy hơi nhanh, bố theo con mệt. Bố chỉ mong có thời gian, có thời gian thì ngày nào bố cũng chạy được. Đi làm rồi về 7-8 giờ mới về, muộn mệt. Cũng là 8 về nhà 8 giờ 8 rưỡi mệt còn đâu đi. Mệt hình như là sáng hôm sau cũng dậy được sớm. Không cũng có hai cách, đi làm về sớm thì buổi chiều chạy. Đấy. Mà tốt nhất nữa là buổi sáng chạy thì cả ngày người nó tỉnh táo. Đi thể dục không? Thể dục muốn đi giày đâu mà đi thể dục, ghét cũng mà vất. Bạn nó đi đâu? Mẹ mày ngồi lên rồi nó bẹp luôn à? Tí nữa về là chẹp lốp, mai đi sửa tiếp. Bọn thằng Dũng bây giờ chắc còn to lắm nhỉ? Thằng đấy thì to rồi, nó phải to cao hơn bố à? Chắc là cao hơn con đúng không? Cao hơn một tí. Một tí, nhưng mà to thì to nặng hơn thì nhiều, đúng không? Buổi chiều người ta hay gì đây nhỉ? Buổi chiều hay đi bơi không? Máy bay với cả thuyền cao tốc, tàu cao tốc vào đồ chơi ấy. Bắt được bay lại của thuyền luôn. Giữa hồ luôn. Ông lại đây. Bé bé bé. Bắt con cận lòi chả nhìn thấy gì. Bố chỉ mong có thời gian thì ngày nào bố cũng chạy được. Đi làm rồi về 7-8 giờ mới về, muộn mệt. Cũng là 8 về nhà 8 giờ 8 rưỡi mệt còn đâu đi. Mệt hình như là sáng hôm sau cũng dậy được sớm. Không cũng có hai cách, đi làm về sớm thì buổi chiều chạy. Đấy. Mà tốt nhất nữa là buổi sáng chạy thì cả ngày người nó tỉnh táo. Chạy hơi nhanh bố theo con mệt. Chạy cứ chạy mức nhỏ này hàng thôi, mệt nhanh này. Chạy mức
chạy khoảng như kiểu như là con không bao giờ thế thì chạy như thế thì con chạy như thế nó bố theo chạy theo đấy. Có thể con hai vòng bố một vòng cũng được như vậy. Chạy nhanh bước nhanh một người đấy muốn chậm hơn không dai được đỉnh chạy 5 vòng này cũng chạy được chạy nhẹ chân nó bước nhiều còn nếu mà chạy như này chân bước ít thì con chạy như này đấy cứ miễn sao số vòng bằng nhau được con chạy xem con có nghỉ xem ai mệt hơn ơi mà chạy được đã chạy lại đâu đấy xong rồi chạy lại đã thấy mỏi chưa mệt chưa giờ đã thấy mệt rồi thấm mệt luôn rồi cái gì món gì này à nước trái cây đây có chỗ xuống đi ra tận ngoài bến xe này nước ngầm nhá. Lúc nào chạy được chạy không đi bộ. Học thêm có bọn thằng Dũng rồi mấy thằng hay chơi với nhau mà không hẹn chơi à? Sao? Ít chơi. Ít chơi sao? Giờ không chơi với nhau nữa à? Bọn nó còn ở nhà ấy, bọn nó cũng chả hẹn nhau đâu. Thì hẹn nó. Ví dụ như hẹn nó tối đi ăn đồ nướng này này. Ngon này rồi về mua trà sữa của Nhím 10.000 một cốc rẻ quá ngon bổ rẻ luôn hen xuống dưới này đi nhỉ sợ ngứa chứ cái này sợ có cái gì bao bồ quay lại đi bộ sợ ở đâu này ấy rậm rạp quá xuống nhưng mà chỗ kia nó phải ướt chạy một xuống quay này có hai đầu giống hệt nhau quay đầu này quay đầu nào này tối về lấy khắp nơi này thích lấy chỗ nào được rồi đấy nó quay được cả hai mặt đến gọi là 360
muốn đi chơi bọn nó rủ nó ăn đồ đấy thì rủ nó cũng cho tiền đi. Dũng Dũng á, rủ bọn nó đi này, Dũng Đồng Dương Phú thấy thằng con hay chơi ấy. Vẫn gọi hẹn bọn nó đi chơi được. Thằng Phú điểm trung bình cũng thấp, chỉ có 6 điểm sao, cũng có toán của nó được 5 điểm. Thằng đấy chịu khó nhưng mà cũng học. Đây còn quay hoa quả, bán rất hoa quả. Chạy đi, lại được kia ngồi đi. Ủa làm gì em? Ủa cá nhiều chưa? Câu, đâu đâu? Họ thả cho cá vàng ăn, chú xem nào. Cái này là thả, thả xong cho cá vàng ăn mà. nó ăn bụp bụp bụp. Nhiều con to. Cái đấy chưa vá lần nào được, chỉ cần bơm lên được mà. Toát mồ hôi rồi. Bố không sợ mệt không bố? Sợ đau chân thôi. Đừng gối, gối nó kém rồi.
Lên thôi, lên thôi, xem có cái ghế nào trống. Đến nơi gọi là mình về phòng mình. Đài nó cũng bão mưa. Mười phép. Đó. Mười năm. Đó. Đau, đau cái lồng. Thở. Phải có chỗ nào. Có cái ghế nhỉ. Đó, lại được ra ngồi. Đưa lại cho cô ăn. Chỗ này mới nhiều. À, chỗ nào rất nhiều, thấy là nhiều. Đây, kiểu khu nuôi cá nhiều. Ừ. Xuống xem, cho là một con. Cái này trống nhất. Trống nhưng mà bị rơi thì sợ nó. Còn là cà rô phi. Con nhà biết được. Nó vàng chứ. Để thôi có vàng. Làm cốc nước thì cho nó mát không? Ơi, có chạy được không? Con chạy được không? Chạy chạy được. Bố hơi mệt à? Chắc là hôm qua hôm nay ốm rồi sao không mệt. Con chạy con làm vòng nữa hay làm? Bố ngồi chờ không thì hai bố con đường nước. Nửa vòng mà mệt rồi thôi. Chạy mấy hôm xong rồi hai cái cơ đi hai cái được có cứ thế nào vừa con là được, xa quá trượt ngã mấy phát thì con thử qua được bao nhiêu phát thôi, bây giờ đang thử mà cái này là cao, cái này thì đơn giản. Hả? Thử cho mà. Cái này chắc một chục cái. Không được. Không được rồi bỏ mẹ. Mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười
sợ ai đấy. Nó phải thẳng đầu. Buồn cười. Thôi được rồi. Đây này. Đang cầm rồi. Đâu cơ. Thôi thế này nhá. Thẳng người, đầu người nữa. Ra xuống này. À. Làm được phải không? Thử cái chỗ thấp này xem nào. Cao thì dễ. Cao như đứng. Này được 5 quả. Có người bỏ tay ngoàm vào cái mấu này thì không bị ấy này. Không ngoàm vào cái mấu dưới. Xuống nữa. Đâu. Này này này. Con để thế này không bị thế. Đấy. Bắt đầu. 1 thẳng người lên và cũng xuống thấp. Đấy là cái con cúi đầu rồi, con thẳng đầu rồi còn lâu. Rất khó. Vừa nãy em vừa chỗ này đâu. Cũng phải, nhưng mà chỗ này chống cao dễ hơn. Đường đường nước đây. Chắc là ngồi dưới này cho nó mát. Nước gì? Nước đá. Ôi trời. Nước dừa hay nước cam hay nước gì? Đảo. Mưa sợ lúc đi du lịch lẹ. Mai cũng có đoàn đi này, mưa sáng nào. Ở đây nhé, ở đây nhé, ở đây. Em ơi. Cho anh cốc nước dừa. Dừa. Dừa xong cái kia thì anh đặt luôn. Nhiều quá quá hoa mắt ạ. Chanh leo tuyết. Chanh leo tuyết đúng không? Chanh leo tuyết là cái gì mát mát rồi. Chả biết. Là nó trên leo nó bỏ đủ lạnh. Chắc nó xay đá bản. Không có gió. Đây à. Ôi chúa. Cảm ơn. Trên leo tuyết à, là cái gì? Uống dừa không? Dừa không lạnh. Bây giờ cái này là phải lấy kia mới xúc được. Đây không cần lạnh nhé. Ở bên trên là cái gì? Trên là đá xay. Đá xay này trông kem thì đá xay đâu. Đá. Xay à, nó xay
Thế thì nó cho chanh leo vào vào nước, xong nó để đông đá, đó, vắt cho chanh leo vào nước, xong rồi cho vào làm đá xong rồi đưa ra nó bào, đúng chưa? Nó gọi là chanh leo tuyết. Cũng là một món. Đúng thế thì toàn đá. Bú cậy cái này của ăn lò. Ủa cái này mọc à? Chưa thấy ai dùng. Nhất điện thoại có ai nhắn tin thì uống chưa? Một điện thoại ướt. Trời ơi. Nếu kêu không lạnh. Trời trong xanh. Ôi có trăng rồi.